Bài hướng dẫn này mình xin mến tặng bạn khán giả Yên Nguyễn, một bản nhạc rất hay. Bài này thì gồm có hai tổ hợp nhé. Tổ hợp thứ nhất gồm có 4 câu 4 nhịp sử dụng duy nhất lần đầu tiên, và tiếp theo là tổ hợp thứ hai thì gồm có 8 câu nhạc tám sẽ sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hết bản nhạc. Và bài này thì chúng ta sẽ đi theo hai hướng. Đấy. Hướng phía trước và hướng phía sau. Ngoài hai cái tổ hợp đó ra thì chúng ta có phần giọng nhạc đầu. Thế thì giọng nhạc đầu nó là khoảng 4 câu nhạc 8 và 4 nhịp. Thì chúng ta sẽ nhún tại chỗ theo nhịp thôi nhá. Tùy các bạn nhún theo những cái bước mà mình yêu thích. Thế còn phần chính thì gồm có hai tổ hợp. Bây giờ mình sẽ đi trước từng tổ hợp và hướng dẫn luôn các cái tổ hợp đó nhé. Đầu tiên là tổ hợp thứ nhất này, 4 câu nhạc 8 và 4 nhịp. Mình sẽ thực hiện trước một lượt. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 đó. 4 câu nhạc đầu tiên động tác giống hệt nhau các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn này. Nhịp 1 chúng ta bước chân phải lên phía trước. Hai tay chúng ta đan phía trước rồi mở sang hai bên. Đấy, mở nhanh sang hai bên. 1. Nhịp 2 chúng ta dậm chân trái, nhịp 3 lùi chân phải, nhịp 4 lại dậm chân trái. Nhịp 5 bước chân phải sang ngang, 5. Nhịp 6 thu chân trái về chỗ mũi bàn chân. Nhịp 7 chúng ta sẽ quay 90 độ sang bên tay trái. Bước chân trái sang ngang nha, bước chân trái sang ngang và quay 90 độ. 7. Nhịp 8 thu mũi bàn chân phải về cùng với chân trái. Đấy. Như vậy mỗi một câu chúng ta sẽ đổi hướng một lần ở nhịp 7 các bạn nhé. Đổi 90 độ sang bên tay trái. Đấy, câu 2 cũng vậy. Chúng ta lại bước chân phải lên này. 1, 2, 3, 4. Bước chân phải sang ngang 5, 6 đổi hướng này. 7, 8. Câu 3 cũng thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đổi hướng. 7, 8. Câu 4 cũng vậy này. 4, 2, 3, 4, 5, 6 đổi hướng. 7, 8. 4 nhịp cuối cùng chúng ta bước chân phải sang ngang và đánh không tại chỗ. Mỗi nhịp đánh không một lần. 1, 2, 3, 4. Được chưa ạ? Nhớ là tổ hợp này chúng ta chỉ thực hiện duy nhất lần đầu tiên nhé. Sau đó chúng ta sẽ sang tổ hợp thứ hai. Mình sẽ thực hiện trước một lượt tổ hợp thứ hai. Cũng bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đó. 8 câu như vậy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng câu nhé. Câu thứ nhất này. Ở bài này thì ba câu đầu là ba câu bước theo nhịp cha cha các bạn nhé. Câu 1 và câu 3. Ba câu 1 cho đến câu 3 là chúng ta nhảy cha cha. Câu 1 là cha cha cơ bản giọng bằng bước tiến chân phải và lùi chân trái. Nhịp 1, bước chân phải lên phía trước. Tay phải chúng ta sẽ đưa ra phía trước song song với chân. Đấy nha, song song với chân và úp tay xuống mặt
còn tay trái chúng ta giơ lên cao. 1 2 cha cha cha. 1 2 3 4 nhá. Làm lại nè. 1 2 3 và 4. Sau đó đến bước lùi chân trái thì chúng ta sẽ đổi tay. Tay trái chúng ta sẽ đưa lên phía trước và tay phải lại đưa lên cao. 5 6 7 và 8. Các bạn nhìn phía trước nhá. Bắt đầu này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đấy. Câu 2 thì chúng ta đi cha cha ngang. Đi cha cha ngang, ngang sang bên phải trước rồi lại sang trái. Tay trái đầu tiên, tay trái chúng ta chống tay trái và ôm lấy phần eo ở phía trước này. Nhịp 1 này. Bước chân phải sang ngang, chân tay phải đưa ngang nhé. 2 3 và 4 5 6 7 và 8 thì chúng ta đổi bên. Chúng ta nhịp 5 thì tay phải lấy ôm eo và tay trái lại đưa sang ngang. 5 6 7 và 8. Chúng ta làm lại câu 2 này. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đấy. Câu 3 là câu mở tiếng. Đầu tiên chúng ta mở sang bên trái, sau đó chúng ta mở sang bên phải. Đấy. Khi mở sang bên trái thì tay trái chúng ta chống hông. Đấy. Tay phải chúng ta mở ra phía trước. Còn khi mở sang bên trái, khi mở sang bên phải thì tay phải lại chống hông và tay trái mở ra phía trước nhá. Này, câu 3 này. 3 2 3 và 4 đổi bên. 5 6 7 và 8. Đấy. Nào, chúng ta sẽ thực hiện từ câu 1 đến câu 3 này. Bắt đầu này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đấy. Như vậy là ba câu đầu chúng ta nhảy cha cha. Bắt đầu từ câu 4 thì nhịp nhảy sẽ không phải là cha cha nữa các bạn nhá. Câu 4 này. Nhịp 1, chúng ta bước chân phải chéo về phía trước. Đấy. Chéo để mũi đấy các bạn. Hai tay chúng ta sẽ đan ở phía trước. 1. Nhịp 2, bước chân trái sang ngang để mũi bàn chân, hai tay chúng ta mở sang hai bên. Nhịp 3 đổ chân, lại bước chéo chân trái, đưa hai tay về phía trước. Và nhịp 4 chúng ta lại để mũi chân phải và đưa hai tay sang hai bên. Nhịp 5 lùi chân phải về phía sau, kết hợp tay phải chúng ta đặt ở phía sau gáy và tay trái chúng ta chống hông. 5. Nhịp 6 thu chân trái về, thắt hông. 6. Nhịp 7 chúng ta lại lùi chân trái và đổi tay, đưa tay trái ra phía sau gáy và tay phải lại chống hông nha. 7 8 lại thắt hông. Đấy. Nào. Các bạn quan sát tay ở phía trước. Câu 4 này. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Chúng ta sẽ làm một hướng nhá. Câu 4 này. Bắt đầu. 4 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp tục sang câu 5. Câu 5 chúng ta sẽ thực hiện quay hai vòng ngang. Đầu tiên quay về phía bên phải, quay sang bên phải, sau đó quay sang bên trái nha. Kết hợp vỗ tay ở nhịp 4 và nhịp 8. Câu 5 này, bắt đầu nhịp 1 này. Quay sang phải thì chúng ta sẽ mở mũi bàn chân phải sang phải để quay nhé. 1 2 3. Nhịp 4 chúng ta vỗ tay bên phải, nghiêng bên phải nhé. 5, 6, 7, 8 ta quay vòng ngược lại, quay sang bên trái. Nhịp 5, mở mũi bàn chân sang phía trái. Quay 6,
7, vỗ tay 8, vỗ tay ở bên trái. Đấy. Nào làm lại câu 5 nhá. 5 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm thực hiện từ câu 4 và câu 5 này. Bắt đầu này. 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8. Đó, được chưa ạ? Ta sẽ thực hiện từ câu 1 đến câu 5 nhá. Điền luôn câu 1 đến câu 5 này trong cột luôn này. Bắt đầu. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Bây giờ sang câu 6. Chúng ta sẽ bắt đầu sự đổi hướng nhá. Ở câu 6 chúng ta sẽ đổi hướng đấy. Các bạn chú ý nhá. Câu 6 này. Nhịp 1. Chúng ta bước chéo chân phải về phía trước nha. 1 này. Nhịp 2, chúng ta sẽ quay người sang bên phải một bắc 90 độ. Bước chân trái sang. 2. Đấy. Nhịp 3, dậm chân phải. Nhịp 4, bước chéo chân trái lên phía trước. Đấy. Nhịp 5, 6, 7, 8, chúng ta sẽ đi theo hình quả trám. Nhịp 5, bước chéo chân phải. 5 6 đấy, lùi chân trái. 7 lùi chân phải. Và nhịp 8 lại bước chéo chân trái lên phía trước đấy. Nào chúng ta sẽ thực hiện lại câu 6 nhá. Câu 6 này. 6
Nhịp 2 lại đưa chân trái sang ngang, chỉ chống mỗi bàn chân thôi, lúc này chân phải phải làm trụ đấy các bạn ạ. Đấy. Còn lại nhịp 1, 2 nhá. Đấy. Hết câu 7 là chúng ta đang ở tư thế như thế này. Bây giờ sang câu 8 này. 8, 2. Bây giờ nhịp 3 và 4 chúng ta sẽ xoay 90 độ sang bên trái. Đấy, đây quay mặt về hướng 6 giờ. Đấy. 3 và 4 các bạn nhá. Đấy, vòng chân trái về. 3 và 4 để chúng ta xoay người về hướng 6 giờ. Đấy. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang đánh hông, kết hợp hai tay chúng ta sẽ chồng lên nhau để phía trước này. 5, 6, hông bên trái, 7 là đánh hông bên phải, 8 chúng ta lại đánh hông bên trái. Đấy. Nào mình sẽ thực hiện lại câu 8 này. Đó, chống tay này. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. À, bây giờ mình sẽ thực hiện lại từ câu 6 cho đến câu 8 nha. Câu 6 này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong 8 câu. Nào bây giờ chúng ta sẽ tập liền mạch từ câu 1 đến câu 8 nhé. Bắt đầu này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, mở tiếng 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Như vậy là thực hiện sau 8 câu này thì chúng ta lại bắt đầu ở hướng 6 giờ. Chúng ta lại bắt đầu đi từ câu 1 cho đến câu 8. Hết câu 8, lần thứ 2 thì chúng ta lại quay mặt về hướng 12 giờ. Và cứ như thế, chúng ta nhảy hết lần nọ cho đến lần kia ở tổ hợp thứ 2 này. Và các bạn nhớ là khi kết thúc thì chúng ta sẽ quay mặt lên hướng 9, đó là hướng 12 giờ nhé. Các bạn có thể tham khảo cái bài nhảy của mình để khớp nhạc một cách thuận tiện nhé. Xin chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.